Hóa ra giữa tâm bão scandal tình ái, nam em ở nhà khóc lóc tố phụ bạc, Trường Giang và Nhã Phương lại sống thảnh thơi ở Mỹ như thế này đây. Trong khoảng thời gian sóng gió, dường như những lời tiết lộ của nam em hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến Nhã Phương và Trường Giang. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước lời thú nhận tình yêu Trường Giang của nam em. Người đẹp cho biết cô và Trường Giang đã hẹn hò từ khi quay chương trình Ơn Rồi Cậu Đây Rồi và đến khi nam danh hài cầu hôn với bạn gái chính thức là Nhã Phương thì dừng lại. Sau khi tiết lộ từng yêu nam diễn viên hài và phải chịu nhiều tổn thương, người đẹp bị dư luận chỉ trích cho rằng đang PR cho sản phẩm mới. Mặc dù sau đó nam em đã có lời xin lỗi và gỡ bỏ MV vừa phát hành để chứng minh rằng bản thân không hề mượn gió bẻ măng hay mượn tên của Trường Giang để đánh bóng sự nổi tiếng. Trong lúc nam em ở nhà khóc lóc tố bạc tình thì thời gian đó Trường Giang Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Dù hoàn toàn giữ im lặng trước ồn ào tình cảm, nhưng phản ứng của những người trong cuộc vẫn khiến khán giả phải tò mò. Mới đây, ông xã của ca sĩ Hồng Ngọc đã tiết lộ một chút về khoảng thời gian Trường Giang và Nhã Phương ở Mỹ trên trang cá nhân. Có thể thấy tâm trạng của Trường Giang lúc ở Mỹ vẫn rất tốt. Chắc hẳn danh hài xứ Quảng cũng không ngờ scandal tình ái với nam em ở nhà lại ồn ào đến mức này. Trường Giang và Nhã Phương vui vẻ nấu ăn tại Mỹ cùng mọi người. Theo như lời ông xã Hồng Ngọc tiết lộ thì Trường Giang luôn là đầu bếp chính và đã phục vụ tất cả mọi người các món ăn quá xuất sắc, từ các món ăn miền quê đến nướng steak ngon hơn cả nhà hàng. Ai cũng rất thích thú và ngạc nhiên với sự chu đáo của đầu bếp Trường Giang. Về phần Nhã Phương, thời gian đó cô nàng vẫn chưa tránh mặt bạn trai mình như hiện tại mà chụp ảnh tình cảm bên Trường Giang. Cặp đôi thậm chí còn thoải mái cùng mặc áo đôi đi mua sắm.